đều dùng thần lực nổi tất cả mây y báu, đó là mây y quang minh báu sắc vàng, mây y ướp đủ thứ hương, mây y nhật tràng ma ni vương, mây y ma ni sắc vàng rực rỡ, mây y tất cả báu quang diệu, mây y tất cả tinh tú tượng ma ni thượng diệu, mây y ngọc trắng quang ma ni, mây y ma ni đỏ quang minh thủ thắng chiếu khắp mây y mani quang minh oai thế sáng rực chiếu khắp mây y mani biển tra nghiêm đẩy khắp hư không đến chỗ Đức Phật rồi đành lễ chân Phật, bèn ở phương Bắc hóa làm lầu cát ma ni bảo hải tra nghiêm và tòa sư tử tỳ lưu ly bảo liên hoa tạng, dùng lưới sư tử oai đức ma ni vương phủ trên thân, thanh tịnh bảo vương làng búi tóc minh châu, cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già phương đông bắc qua khỏi biển thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật có thế giới tên là nhất thiết hoan hỉ thanh tịnh quang minh võng đức phật hiệu là vô ngại nhãn trong chúng của đức phật đó có bồ tát tên là hóa hiện pháp giới nguyện nguyệt vương với các bồ tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội đi đến chốn phật đều dùng thần lực nổi mây lầu các báu mây lầu các gương mây lầu các gương đốt mây lầu các hoa mây lầu các chiên đàn mây lầu các kim cang, mây lầu các ma ni, mây lầu các vàng, mây lầu các y, mây lầu các hoa sen che phủ mười phương tất cả thế giới. đến chỗ đức phật rồi đảnh lễ chân phật, bèn ở phương đông bắc phá làm lầu các nhất thiết pháp giới môn đại ma ni và tòa sư tử vô đẳng hương vương liên hoa tạng dùng lưới ma ni hoa phủ trên thân đội mão diệu bảo tạng ma ni vương cùng với quyến thuộc đều kiết già phương Đông Nam, qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Hương Vân Trang Nghiêm Tràng, Đức Phật hiệu là Long Tự Tại Vương, trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Pháp Huệ Quang Diễm Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội đi đến chốn Phật, đều dùng thần lực nổi mây quang minh sắc vàng viên mãn, mây quang minh vô lượng sắc báu viên Viên mãn, mây quang minh hào tướng như Lai Viên mãn, mây quang minh đủ thứ sắc báu viên mãn, mây quang minh liên hoa tạm viên mãn, mây quang minh nhánh cây các báu viên mãn mây quang minh đảnh kế như lai viên mãn, mây quang minh sắc vàng diêm phù đàn viên mãn, mây quang minh sắc mặt trời viên mãn, mây quang minh sắc mặt trăng sao viên mãn, khắp cùng hư không, đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Đông Nam hóa làm lầu cát tỳ lô giá na tối thượng bảo quang minh và tòa sư tử kim cang ma ni liên hoa tạng dưới các báu quang diệm ma ni vương phủ trên thân cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già phương Tây Nam, qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Quang Ma Ni Tạng, Đức Phật hiệu là Phổ Chiếu Chư Pháp Trí Nguyệt Vương, trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Tồi Phá Nhất Thiết Ma Quân Trí Tràng Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, đi đến chốn Phật.